Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới Chainsaw Man. Cái gì đây? Ôi, mới giờ mình gặp một con zombie, nó săn mình rồi. Ôi da, đi chỗ khác. Cái gì mà thấy ghê vậy? Ban ngày ban mặt mà gì đó. Và trong cái hành trình này thì mình sẽ trở thành một cái thợ săn quỷ trên cái hành trình đi tìm Bojita và nâng cấp sức mạnh, sau đó săn lùng cái tên quỷ súng, một trong những con quỷ rất là mạnh trong thế giới Chainsaw Man luôn. Liệu rằng hành trình này mình có thể tiêu diệt được quỷ súng hay không? Còn bây giờ thì mình cần phải chống lại cái tên này trước rồi đó. Ui da, mình chưa có trở thành thợ săn quỷ ấy, để bây giờ mình sẽ chọn làm thợ săn quỷ trước cái đã. Đây, mình sẽ được chọn là một là quỷ hay là người nè. Mình sẽ ưu tiên làm người đi ha. Sau đó thì mình sẽ ký khế ước với một trong ba con quỷ. Ở đây có quỷ ma nè, quỷ cáo với cả là quỷ bạch tuộc. Và chắc mình sẽ chọn quỷ cáo đi, tại vì đây là một là quỷ mình thấy sở hữu sức mạnh khá là tiện trong những cái pha kiểu như tầm xa á. Nè, chẳng hạn như con này đúng không? Mình sẽ kêu quỷ cáo ra một cái. Đó, cặp một phát một là chết nó liền. Thế nhưng mà đánh đổi lại thì mình sẽ mất khá là nhiều máu sau khi kiểu như là nhờ quỷ cáo trợ giúp á, nên cũng phải cẩn thận. Và mới vào thì mình cũng được tặng một cái áo với cả một cái quần nè. Ê, tốt vậy ta, mặc luôn. Uầy, trông cũng đẹp phết. Rồi, giờ thì đi xuống dưới và khởi đầu thôi. Ôi sao mới vô căng vậy ta, nãy ngựa anh chi triệu hồi quỷ cáo ra. Thế là mất cả đống máu rồi. Bây giờ mình cần phải tranh thủ lấy một ít gỗ, rồi chế ra một cái set dụng cụ cơ bản để mình sinh tồn trong ngày đầu tiên trước cái đã. Mình phải sống sót trước đi, rồi muốn đi săn quỷ gì đó thì sao. Rồi, đầu tiên là một bàn chế tạo. Mình nghe tiếng con Xuân. Xuân đâu vậy? Quỷ nữa rồi, con này lại tới rồi. Bây giờ mình không có triệu hồi quỷ cáo thêm một lần nữa được đâu. Ủa, con nào con Xuân mới bắn mình. Mình mà triệu hồi quỷ cáo cái nữa là mình bỏ mạng luôn á. Chịu khó xíu. Ok ok, tranh thủ làm liền một cái cây cúp nè. Sẵn tiện mấy con zombie nó đặt đá cuội ra thì mình lấy đá cuội của nó luôn. Rồi, chuẩn bị nâng cấp lên đồ đá mà xài. Úc, cái bên mình đang có, đó là Violence. Ui ui ui, từ. Kìa kìa, mình thấy con Xương rồi. Thì ra nãy giờ nó bắn mình từ bên đó. Qua đây mình đào chắc không sao đâu. Rồi lấy gì nhiều đá xíu. Không biết nó bắn trúng không trời. Ui xí hụt. Ui nó bắn sượt đầu mình. Sợ thế. Rồi có đá rồi, mình sẽ tranh thủ làm liền một cây rìu để vừa có thể chặt cây và vừa có thể đi săn tốt hơn luôn. Ok, đây có heo. Mình cần thịt heo để ăn vào và hồi phục thôi. Ở trên đồi thì vẫn còn một vài con heo á, nhưng mà có con Xương nó canh giữ cho đó, nên là thôi, tốt nhất là mình nên đi xuống núi đi. Ừ, xuống núi cũng không được, đằng kia có quỷ nhện. Oh no, căng rồi. Ê, có gà. Được đó nha, không sao hết, mình ăn thịt gà cũng được. Rồi, được một miếng thịt gà. Còn thêm cá không? Mình cần nhiều thức ăn lắm. Ôi, dưới này không có cá luôn rồi. Thôi, chắc phải đi lấy thêm một ít đá để làm cái lò nung và nấu cái mớ thịt này ra ăn thôi. Ok, đây. Mình có được khá là nhiều đá rồi nè. Làm liền một cái lò nung và tận dụng số gỗ để nung thịt lên. Ê, cướp dân làng. Rồi, tôi sống rồi. Chiến này lên ít dữ nhiều rồi. Ui may quá, mình dùng lăng ba vi bộ mình có thể chuồn được rồi. Oh my god, giờ ít máu nên là mình gặp con nào mình cũng hơi rén hết á. Lấy thịt. Ôi, chạy tiếp. Khởi đầu như vậy có vẻ không ổn tí nào đối với mình. Ôi, đằng kia còn có con bò zombie nữa. What the, ui nó đuổi tới rồi. Chạy. Mình hồi một xíu máu nữa mình mới chiến đấu được.
nó còn nó đuổi theo đúng không? Bây giờ mình sẽ tận dụng cái bàn chế tạo này để mình chiến đấu với nó. Đó, nó bắn mình là mình nhào lại. Ui, nó bắn mình xong là mình nhào lại mình quýnh nó liền. Ôi, hồi hộp thiệt. Khởi đầu như vậy chưa bị quỷ dí nhưng mà mình đã bị mấy tên cướp với cả là zombie dí rồi. Là đủ hiểu sự khắc nghiệt trong cái thế giới Chainsaw Man là như thế nào rồi đó. Chắc mình phải làm một cây cúp mới thôi, cây cúp gỗ của mình đã hư mất tiêu rồi. Ok, giờ thì đã sẵn sàng để đi khám phá và tìm thêm đồ để nâng cấp sức mạnh rồi. Mình nghĩ là bây giờ mình cần có một cái nón với cả là một cái ủng nữa đi, để có nhiều giáp nhất có thể luôn. Chứ giáp của mình hiện tại thì nó hơi ít đấy. Thứ hai là mình cần phải có nhiều thức ăn hơn, vì hiện tại mình đã gần như là hết sạch thức ăn ngoại trừ cái đùi gà mới nướng nè. Ồ, khan hiếm thức ăn thiệt luôn á. Lúc nãy ở trên cái ngọn đồi á, mình nhìn ra phía xa xa mình còn thấy có một cái thành phố nữa. Nhưng mà trong thành phố thì rủi ro gặp những cái tên quỷ nè, cũng như gặp những con thây ma khá là cao, nên là thôi mình không ghé vào đâu. Ủa đồ, chỗ kia là gì đây? Ê, chỗ cướp dân làng nhưng mà sao to vậy? Oh. Ôi. Ôi, ow. Ôi, mình gặp con zombie, nó xài cần câu. What the heck? Vậy luôn hả? Nó cầm cần câu để nó móc mình lại và nó ăn thịt mình. Oh no, oh no. Ê, đây, có cụ. Cụ càng tốt, mình cần phải ngủ qua đêm. Mình mà thức đêm là xác định mình luôn đó. Quỷ thì kiểu gì nó cũng quay lại nó. Ôi, what? Ê, chạy. Mình đánh cụ và cụ biến thành cụ zombie. Không, vậy cũng sẽ ra được nữa. Ăn vô. Gì? Sao cái con cướp dân làng nó cứ đuổi theo mình để nó, nó quyết tâm nó bắn cái mũi tên vô mông mình nó mới chịu. Ghét thiệt sự. Ê, đằng kia có power. Mình được cứu rồi. Ô, mình qua đây nhờ power trợ giúp thôi. Không biết power có quýnh mấy tên kia không nữa. Ngon bắn chúng chị đại đi cứng. Ừ, đúng rồi, bắn đi. Ừ, đúng rồi. Ê, nhưng mà mình cần phải tự xử mấy cái con quái khác. Ow, mình đã bị chó sói zombie tấn công. Ôi, nó nhanh quá. No, lành ít dữ nhiều rồi. Ôi không. Ê, có bò. Tranh thủ giết bò để lấy thức ăn. Ui, nó dí tao. Sao đít rồi. Ui, ở đây nữa. Đi chỗ khác. Lặn xuống sông thôi. Ồ, có cá. Ăn cá cũng được. Oh gosh, mình bị giết bởi cá heo zombie. Eloy, sao khó khăn vậy? Lần này mình spawn lại gần cái chỗ doanh trại của bọn cướp dân làng luôn á. Mình còn thiếu một len nữa chứ. Ui, chỗ này thì sao khoái không hả? Ui, Reaper. Mày thế, chắc phải chuồn thôi. Mình phải tìm cách để kiếm thêm một cái len cù nữa. Chắc là mình phải chạy lại cái chỗ đồng bằng hồi nãy để mình kiếm len cù. Chứ ở mãi ở cánh rừng này là không ổn đâu. Mình cần phải có một cái giường để có thể ngủ qua đêm. Giai đoạn đầu là giai đoạn mình khó khăn nhất mà. Phải ngủ mới được. Đây rồi, mình đã thấy được cù rồi. Xin một len nữa. Rồi, đủ. Giờ thì mình cần kiếm một cái chỗ nào đó đủ an toàn để mình chế tạo ra cái giường thôi. À, đây. Cái hang này mình thấy ok nè. Làm lẽ. Cái giường. Nó tới bây giờ. Không ngủ được. Có quái vật gần đây. Ở đâu vậy ta? Ở đây chăng? Cũng không được luôn. Ở đây. Ủa sao quái vật gần hoài vậy? Nữa nè. Mình phải chiến đấu thôi. Trời ơi, mình còn gặp lạc đà zombie nữa. Mấy cái động vật bây giờ đã bị
bị zombie cắn và biến thành zombie khá là nhiều rồi. Cụ bò cũng không ngoại lệ nhá. Giờ đâu đâu cũng là thây ma cái thứ, ác quỷ cái thứ không à. Ủa đây an toàn, đây an toàn. Cũng không được luôn á. Sao làm khó nhau quá vậy? Cho tôi ngủ đi mà. Oh my god, nó dí theo mình nguyên một băng luôn. Ở đâu cho mình bình yên đây? No. Cái gì đây, hiện thanh máu boss gì nữa đây? Mình nghĩ là chỉ còn nước mình trèo lên đọt cây mình núp thôi. Ui, nhưng mà có vẻ trèo lên đọt cây cũng không ổn đâu. Ổn không? Ui, bọn chúng sẽ sớm quay quanh đây và mình sẽ không chạy đi đâu được hết đấy. Nữa rồi. Oh no. Rồi mấy con Reaper trong đây nó còn nguy hiểm hơn những con zombie nữa. Tại vì nó chỉ cần nhào lại là nó nổ hả, chứ nó không chờ đợi hết. Nhìn nó đi lúc lắc là thấy nguy hiểm rồi. Bây giờ mình có ý kiến này. Mình sẽ làm liều, mình chui vô thành phố đi. Rồi mình kiếm chỗ nào cao cao đó, mình đặt cái giường xuống mình ngủ thôi. Chứ chạy mãi như vậy, một hồi mình hết thức ăn, mình không chạy được nữa là thôi xong luôn á. Chịu trận hết luôn ấy. Nhảy vô. Cần một chỗ ngủ, cần. Ui, trong này mình. Ê, con mèo, ấy mèo giống bê. Ê rồi. Tôi xong rồi, đêm đầu tiên giống như là ác mộng thực sự với mình á. Mình còn không có cả thời gian để đi tìm kiếm sắt và nâng cấp được giáp luôn. Mình đang rơi vào cái khoảng thời gian khủng hoảng nhất, là chạy trốn để sống sót thôi. Chống cự thì cũng không được vì số lượng của bọn chúng thì khá là đông luôn. Ui, còn thêm tên này nữa. Trời ơi, Reaper mà nó nhảy cao dữ vậy. Ui, ngựa zombie. Đây là cáo zombie nữa. Oh my god. Run. Chạy lẹ. Mình sẽ thử chui vô thành phố thêm một lần nữa. Ok, có vẻ ổn. Ổn không vậy? Ui, có vẻ không ổn nha. Ồ, trời gần sáng rồi, cố lên. Cuối cùng thì cũng nấp được rồi. Ê, trong đây có gấu trúc zombie. Không ổn rồi. Còn con nào nữa không? Có rương nữa. Thôi kệ, có bánh mì ăn là cũng tốt nè, có cái xô. Ok. Ui, sao nhện treo vô được rồi. Hình như nhện treo tường vào. Ồ, chính xác, bọn nó treo tường vào này. Khó cho mình quá. Hình như nó làm. Ê, nó đào tường để nó treo lên. Nó đặt đá củi treo lên này. Thánh thần thiên địa ơi. Ê, what the heck? Bọn này thành tinh hết rồi. Rồi cái đêm vừa qua giống như là một ác mộng thật sự với mình á. Thôi bây giờ mình chỉ còn nước đợi trời sáng, quái vật sẽ ít xuất hiện lại. Rồi mình sẽ lên đường đi tìm kiếm Bochita mới được. Ít ra thì mình phải có một chút sức mạnh gì đó thì mình mới có thể chống cự lại bọn chúng được. Rồi luôn, kể cả cái rìu của mình cũng mất luôn rồi. Nó trâu quá. What the heck? Vậy luôn hả? Đi. Con zombie khủng khiếp. Ôi thôi. Chỗ này dần không ổn rồi. Tốt nhất là nên chuồn đi chỗ khác thôi. Ơ? Trên núi, nó có một cái nhà. Hình như nó làm bằng khối sắt thì phải. Ui. Thôi mình tới, mình không cần phải đi đào sắt đâu. Ở đây có khối sắt sẵn cho mình rồi, mình chỉ cần mượn và chế tạo thôi. Vậy coi như là cũng một chút may mắn bù lại cho mình đi. Ê, con mèo. Con mèo zombie đi. Ấy, lo mèo. Mình không thể chết ở đây được. No.
Cuộc đời! Có mấy cuộc đời! Nhớ đây, các người nhớ đây. Dám bán hành cho mình, từ từ mình sẽ trả thù thôi. Còn bây giờ thì lấy sắt nào. Cái này sắt thiệt hay sắt giả vậy? À, đây là sắt thiệt. Ồ, dạo rồi. Ôi, cái gì vậy? À, cái đó là cái xác chết. Ui, cái gì đó? Ủa, cái này giống như là một cái phòng thí nghiệm nhưng mà bị zombie tấn công, và cái kết là những cái nhà bác học, nhà khoa học các thứ đều bị hy sinh rồi. Wow, thấy ghê vậy. Nè, ủa gì nữa đây? Cái gì đùng đùng vậy? Oh my god, chỗ này thấy ghê quá. Ừ, mình cần phải làm một cái dụng cụ bằng sắt thôi, vũ khí bằng sắt luôn. Ôi, mình nghe tiếng zombie rồi. Làm lẽ. Ờ, mình cần một cái rìu, một cái cúp. Rồi. Một cái cái nón với cái ổn. Cái ổn. Rồi, gắn lẹ vô. Nó tới đó. Mình nghe tiếng nó đặt block rồi. Oh my god. Ừ, đây nè. Hình, mình sửa được rồi. Bên kia có cái rương để mình qua mình coi thử. Đó là cái rương gì? Nãy giờ mình lấy cũng khá là nhiều sắt rồi đó, nên là sắp tới mình không lo bị thiếu sắt đâu. Giờ thì chỉ cần kiểm tra rương thôi. Trong đây có thuốc yếu đuối. À, với cả một ít cái đồ redstone đâu thôi. Cũng không có cần thiết cho mình giai đoạn này cho lắm. Và có giáp thì tốt biết mấy. Chỗ này cũng dần bị đánh hơi bởi bọn zombie rồi, nên là chắc mình phải chuồn thôi. Và để tăng được sức mạnh á, thì mình cần phải giết được những cái con quỷ và đánh đội lại những cái điểm. Mình có thể tăng khá là nhiều điểm ở đây, như là sức mạnh, máu nè, tốc độ và khả năng nhảy. Và chắc sắp tới nếu như mình hạ được những con quỷ thì mình sẽ ưu tiên tăng cái tốc độ hoặc là tăng máu. Hai cái đó là thứ rất là cần thiết với mình luôn. Tại vì trong đây bọn hai ma khá là nhiều, thế nên là mình cần nâng cấp hai cái dòng đó nhất để mình có thể kiểu như là sinh tồn trước bọn chúng. Ở đây có than nên là mình qua đây mình đào ít rồi. Để xíu có gì nấu nướng các thứ ăn cho hồi cho nó lâu mới được. Tranh thủ lúc này không có zombie hay con nào áp sát, mình sẽ nấu đồ ăn ra. Mình cũng đói bụng lắm rồi. Quả là khởi đầu vất vả luôn á. Ủa, con nào mới bắn mình nữa vậy? Trời ơi, nó tít ở dưới mà nó bắn lên đây được. Ui dồi ôi, nó bắn trúng luôn á. Oh my gosh. Làm thêm một miếng thịt cho đỡ sợ nè. Công việc tiếp theo của mình là tìm một chỗ đủ an toàn để mình làm căn cứ mới được. Chứ chạy mãi như vậy cũng không phải là một cách hay đâu. Mình phải làm một cái căn cứ đủ an toàn để mình có thể ngủ qua đêm á. Hoặc là trời vừa tối mình đi ngủ liền. Đó là cách tốt nhất để mình hạn chế được sự xâm chiếm của cái bọn quái vật này. Ở đây có cù. Địa hình ở đây thì không đẹp cho lắm. Ây da. Ui, nó bắn nhanh vậy. Ui, mình bị úp sọt rồi. Sướng nào cũng có quái vật hết trời. Quay về đường cũ thôi. Vào thành phố thì cũng không phải ý kiến hay. Mình nghĩ là mình cần tìm một cái chỗ nào đó nó đủ phẳng, rồi mình cắm đuốc thật là nhiều. Như vậy là hạn chế được sự xuất hiện của bọn chúng rồi. Được không ta? Không biết là cắm đuốc bọn chúng có hạn chế xuất hiện hay không nữa. Chắc phải thử mới biết được á. Trong kia mình thấy có kệ sách kìa. Chắc mình sẽ vào đó để lấy sách. Sắp tới còn làm bàn cường hóa nâng cấp đồ lên nữa. Ui, nó còn một con cáo khác. Ây da, cáo nó cắn mình đâu á. Rồi, lấy sách thôi. Chuồn. Một chỗ mình không nên ở quá lâu nha, tại vì bọn chúng sẽ đánh hơi ra được mình á. Nên là lấy đồ xong là mình phải chạy ngay mới được. Ồ, gần đây còn có thanh máu của tên quỷ dơi nữa kìa. Bây giờ chắc mình chưa đủ sức mạnh để đánh nhau với một con quỷ đâu. Bọn chúng mạnh lắm. Các bạn thấy đấy, con zombie mà mình còn đánh nhau muốn chạy ra chốc dãy mà. Muốn hồ chi là mấy cái con quỷ. Ôi, trong đây có còi báo động gì nữa vậy? Mình vô đây có một xíu thôi mà còi báo động quá trời luôn à. Ôi, chạy. Nguy hiểm quá. Ôi, đằng kia có power nữa kìa.
Ồ, mình gặp Denshi nè. Ôi nhưng mà đừng có đụng vô Denshi nha, Denshi biến hình là mệt á. Úi, mình thấy con quỷ dơi rồi. Trời ơi, nó to lắm luôn. Ừ. Chắc nó cao gấp 3, gấp 4 lần mình á. Ừ, bên đây cũng có cướp dân lẻ. Nguyên một băng luôn á. Ôi, trời, xong rồi. Không ổn, lấy lẻ thức ăn rồi chuồn thôi. Đây có heo. Ừ, được. Mình phải giết heo mới được. Có đồ ăn là mình không bỏ được đâu. Ui, chạy. Chạy lẻ. Đằng xa xa kia lại là nhà của một cái con quỷ nữa. Ồ, đó là nhà của con quỷ dơi. Oh. Ui, nhưng mà màn đêm gần buông xuống rồi, chắc mình phải qua đêm ở đây thôi. Ý, phía sau mình là con zombie nhưng mà có thanh máu boss kìa. Oh no. Không ổn rồi. Mình phải chuồn trước khi trời quá tối và bọn chúng bắt đầu xuất hiện nhiều lên mới được. Để còn ngủ nữa. Mình không muốn dây dưa tới với bọn chúng đâu. Ôi. Ô. Trong lúc khó khăn nhất thì mình gặp được Bochita rồi. Ôi. Ai. Nhưng mà bây giờ mình không đủ máu để mình lập khế ước với Bochita. Trời. Chạy một lúc mình gặp ở đây có một cái ngôi nhà. Ôi, nhưng mà trong nhà này cũng có quái vật hay sao á. Okay. Ồ, đây cái cửa. Ôi, nhà này trống không à. Có giường. Cũng không cho mình ngủ. Ui, nó chạy tới rồi. Ôi, xong rồi. Cắn rồi. Ồ, may quá. Mình có đặt lại cái điểm spawn trên cái giường ngay đây. Cũng đỡ. Ôi, Creeper nó nổ banh rồi. Sao nguyên đạn như vậy? Ê, đâu ra trồi ra thanh niên này vậy? Oh my gosh. Làm ơn. Sao mình khổ thế này? Ê, nó còn chặn đầu mình nữa. Đi. Ôi, còn lắc nữa. Sướng luôn. Chống cự lại. Nó ép mình vô đường cùng quá trời quá đất rồi. Trời, con Creeper gì mà thấy ớn vậy? Khổ thế này. Mình chưa trở thành thợ săn quỷ nữa mà mình đã bị săn rồi. Ôi, đằng kia còn có con quỷ đĩa nữa. No. Mình cần chạy nhanh nhất có thể. Mình chưa hạ được con quỷ nào, thế nên là mình không thể nâng cấp cái điểm tốc độ chạy của mình được. Sao vẫn không ngủ được? À, đây có con quái kế bên. Cứ thế này thì sao mà ngủ được đây? Ôi, như con quỷ đĩa nó để mắt tới mình. À không, nó hết để mắt rồi. Ok. Vậy thì đỡ. Chứ bây giờ mà dướng vô mấy con quỷ đĩa nữa là thôi xong luôn á. Hình như mình bỏ bọn chúng được cũng được một khúc rồi, chắc đi ngủ được rồi đó. Sao vẫn có quái vật gần... À đây, có con nhện. Còn một chỗ mà mình nên thử để ẩn nấp đó chính là dưới lòng đất. Ồ. Chắc không nên thử luôn quá. Vẫn có quái vật nha. Oh my gosh. Bất ổn thật rồi. Ui, có sát. Mà quên mình có cả đống sắt mà ta. Giờ lo tính mạng mình trước cái đó, mình cần ngủ. Vẫn không thể nào ngủ được. Bọn chúng kiểu xuất hiện ở khắp mọi nơi á. Kìa, bọn chúng mới nổ nữa cơ. Hồi nãy tiếc thật sự. Kiểu như mình không có thể ký khế ước với Bochita. Khó lắm mới gặp mà vậy đó. Trời ơi. Con Sương này, ngươi chạy đi đâu? Chống cự hả? Mình phải vực dậy mới được, không thể chạy trốn mãi. Đâu rồi, mình làm bằng một cái màn chế tạo trước đi. Để làm một cái khiên. Ê, nó tới. Ê, chưa kịp làm khiên nữa. Làm lại cái khiên. Đây. Mình đã có được khiên rồi. Ui, nguyên một đạn nó tới tấn công mình rồi. Oh. Oh my gosh. Mình gần chống cự qua đêm được rồi. Cố lên. Rồi gần sáng rồi.
Ê, phía xa xa có con quỷ nhện kìa, mình muốn hạ nó lắm luôn á. Nhưng mà lượng máu của mình thì không cho phép mình làm điều đó rồi. Cứ chạy một lúc là y như rằng là mình bị dí à. Giờ làm sao để có thể sống sót trước bọn chúng ta? Con quỷ nhện nó thấy mình rồi. Thôi, mình đã cực khổ cả đêm rồi đấy, cho mình thở xíu đi. Ui, nhưng mà bọn chúng không cho mình thở hay sao á? Ô, đằng kia còn có quỷ thiên thần nữa kìa. Ồ, gì đây? Con nào mới chọi mình nữa vậy? Trời ơi, con nhện chọi thuốc độc. Ồ, chọi thuốc làm yếu. Mình cần lấy một xô nước lẹ. Rồi, cái xô đây. Mình lấy trước một xô nước đi. Giờ chị mình còn cách này, đó chính là làm một căn nhà thiệt là cao luôn. Cao tít trên trời á, để tránh cái bọn chim bay có thể phát hiện ra được mình. Rồi mỗi lần xuống thì mình sẽ dùng xô nước để mình trèo xuống á. Đó chính là kế hoạch của mình. Chứ bây giờ mình chạy mãi cũng không phải là cách hay đâu. Ô, khoan, từ. Mình thấy Bochita. Ồ, nhưng mà mình cần phải hồi phục lại mới được. Tại vì muốn ký khế ước với Bochita thì mình cần phải mất một lượng máu đấy. Hợp lý. Làm liền một cái là nôn liền. Đây. Nấu thịt ra. Trong lúc chờ đợi mình cũng có thể làm bánh mì để ăn đỡ cũng được. Rồi. Đợi một xíu thôi, mình có thể ký khước với Bochita ngay thôi. Tuyệt vời. Rồi, máu đã hồi rồi. Mình sẽ ký khước với Bochita một cái. Mình làm được cái thành tựu Best Friends Forever kìa. Đó. Bây giờ thì mình đã có thể có được Bochita rồi. Đã nha. Mình chặt cây siêu nhanh luôn. Bởi vì Bochita là một chú chó máy cưa mà. À, quá đã. Từ giờ thì mình đã có bạn đồng hành rồi. Ui, nhưng mà sao mình nghe tiếng Zumbai gần đây vậy? Ui, thôi, mình phải làm lẹ nha. Màn đêm buông xuống là lúc đó mình chạy cũng không kịp á. Thôi, tập trung chuyên môn nào. Vì mục tiêu làm thợ săn quỷ của mình nên bây giờ mình cần phải sống sót càng lâu càng tốt. Thôi, lên trên trước đi. Chắc mình sẽ lên tầm tầng 100 mấy kiểu vậy. Càng cao càng tốt. Ồ, lên đây là bắt đầu. Ui, nó thấy mình không vậy? Cái gì? Ê! Trời ơi, mình ngồi mình đặt lóc mấy phút không bằng nó đặt lóc trong 5 giây. Oh my god. Không ổn rồi, có vẻ sống trên bầu trời này cũng không phải ý kiến hay rồi. Nó có thể đánh hơi ra được dù mình ở tít trên cao. Khắc nghiệt vậy. Chắc là chưa đủ cao á, mình phải cao hơn mới được. Xây cao càng tốt. Rồi bây giờ ở dưới là mình chỉ thấy mờ mờ thôi á. Cao lắm rồi, chắc bọn chúng sẽ hết phát hiện mình rồi đó. Giờ thì mở rộng ra. Để có thể ngủ được một giấc kiểu như là thoải mái nhất từ đầu tới giờ coi. Chế được cái giường mà toàn là phải chạy không à. Không có kịp nằm xuống ngủ một giấc trọn vẹn gì hết. Làm thêm một cái bàn chế tạo với một ít cái rương nè. Để mình còn cất đồ nữa. Đây, cất vào. Dạ, cuối cùng thì cũng thoải mái cái coi đồ hơn rồi. Còn Bochita thì mình nên cẩn thận nha. Và đôi khi Bochita cũng là trợ thủ đắc lực của mình trong những trận chiến á. À, từ giờ thì mình với Bochita sẽ sống ở đây hạnh phúc tới cuối đời luôn. Ờ, nhưng mà không được. Mình cần phải làm thợ săn quỷ mà ta. Quên nữa. Ui, nhưng mà ở đây mây nó bay ngang vô duyên vậy. Mây kỳ cục quá à. Mình sẽ làm một cái lò nung mới để mình nấu thịt lên mới được. Tại vì ăn bánh mì thì nó không hồi phục nhiều bằng cái thịt heo á. Ngoài ra thì chắc mình sẽ chế tạo sẵn một cái nón và một cái ủng mới. Vì nãy giờ mình đã bị bọn zombie các thứ đánh muốn hư hết giáp rồi. Ngoài ra thì cái hành trình này thì mình có thể có được một cái lộ trình nhất định á. Là đánh bại từng con quỷ lần lượt. Chẳng hạn như là quỷ zombie nè. Cái này thì con này mình chưa gặp. Rồi sau đó là tới quỷ dơi. Tiếp theo là đánh bại cái tên quỷ kiếm katana nè. Nói chung là lần lượt từng con quỷ sẽ xuất hiện rồi mình phải đánh bại bọn chúng để có thể tăng tiến được sức mạnh á. Hiện tại thì cái thanh sức mạnh của mình chưa có cộng được cái nào á. Nên là mình rất là yếu luôn.
Và mục tiêu đầu tiên của mình đó chính là đánh bại con quỷ dơi đi. Mình nghĩ con quỷ dơi là chắc dễ tìm, và đánh bại dễ hay không thì mình chưa biết. Màn đêm đã buông xuống rồi. Liệu rằng mình và Bochita có thể có được một giấc ngủ bình yên hay không? Ủa sao nó không cho mình ngủ là sao nhờ? What the heck? Thiệt á? Kể cả tuyết trên cao này thì nó vẫn không cho mình ngủ. Nó đã chọc giận mình rồi. Được, bây giờ thì mình sẽ ở đây đợi cho trời sáng rồi mình mới đi ha. Chứ bây giờ xuống dưới là nạp mạng cho bọn chúng tiếp đấy. Bây giờ thì xuống dưới cùng mình thôi. Ui, trời, con zombie. Ê, no. Một con zombie dê khốn kiếp nó đã trèo lên đây để nó đánh mình. Ghét thiệt, sợ. Mình phải trả thù nó mới được. Con dê khốn kiếp. Bình thường thì cũng dễ thương đó, nhưng mà thành zombie là không dễ thương tí nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái con quỷ dơi gần đây coi. Tại vì hồi nãy mình đi ngang khá là nhiều nhà của con quỷ dơi luôn á. Và đây là một trong số đó. Giờ mình cũng đầy máu rồi, mình còn có Bochita kề cận nữa. Mình sẽ cưa con quỷ dơi này làm hai cho xem. Tấn công nào, Bochita. Kìa nó kìa. Ghê ghê quá. Ok, lại đây. Người lại đây, ta sẽ cưa người đó. Ây. Ô. Nó nổ cái đùn một phát là hư cái nhà nó luôn rồi. Con quỷ ngu ngốc. Ủa, nó đâu rồi? Ô. Nó gặp Bochita sợ quá, cái nó nổ cái đùn phát là nó mất tiêu luôn rồi. Ô. Rén Bochita của mình. Ủa, ở đâu? Nó bay ra đây. Ta sẽ cưa người đó. Ủa nó bay kìa. Quỷ dơi có khác. Trời đất ơi. Hình như nó sợ Bochita của mình. Nè mình cưa cái là nó bị đẩy lùi ra. À, rén rồi chứ gì. Ở đây. Ta sẽ cưa người đó. Ừ mình sẽ đứng gần power. Có gì power sẽ hỗ trợ mình. Ôi da, ouch. Sao nó cưa đau vậy? Sao nó đánh đau vậy? Mình cưa không thốn nó. Núp, ăn để hồi phục lại. Ui, mình cưa một lúc chỉ mất có một tẹo máu thôi, nhưng mà nó đấm mình một phát mất cả đống máu luôn. Từ từ, đánh với con quỷ này không được. Không được vội. Wow, nó mạnh quá đi. Vẻ là nó mạnh hơn mình tưởng. Ăn tiếp. Yếu thì dùng thế thôi chứ biết sao vậy. Giờ mình chưa có nâng được cái kỹ năng nào hết mà. Rồi. Sự kết hợp giữa mình và Bochita. Đánh nó. Nửa cái máu rồi. Mình có cách này. Mình là mình sẽ hạ nó bằng cách triệu hồi con thôi. Rồi triệu hồi quỷ cáo á. Mặc dù hơi mất nhiều máu nhưng mà chắc sẽ nhanh hơn á. Giờ nó đã yếu rồi mà. Con. Wow. Quỷ cáo mạnh thật. Đã giúp mình hạ được cái tên quỷ dơi rồi. Ui nhưng mà mình mất nhiều máu quá. Ê, hình như con quỷ dơi đó nó rơi ra cho mình một mảnh đạn của tên quỷ súng nè. Wow. Và khi mình gom đủ số lượng mảnh đạn đó là mình có thể triệu hồi ra được con quỷ súng để mình tiêu diệt nó đấy. Ô, khởi đầu quá là may mắn của mình luôn. Và mình đã hạ được một con quỷ đầu tiên rồi. Thế nên là mình đã có thể có được hai cái điểm nâng cấp. Mình sẽ nâng cấp tốc độ. Tại vì đây là thứ mình rất là cần hiện tại nè. Để mình chạy nhanh hơn và nâng một ít trái tim. Tuyệt vời. Giờ mình đã trâu hơn một xíu rồi. Yo. Chuyến đi săn quỷ đầu tiên của mình và Bochita có vẻ khá là thuận lợi. Thế nhưng mà phải nhờ tới sức mạnh của quỷ cáo thì mình mới hạ được cái con quỷ dơi đó một cách kiểu như là nhanh nhất. À, nhảy cái gì? Ừ, ngươi nhảy đi, ta sẽ triệu hồi quỷ cáo thêm một lần nữa. Đừng có tưởng bở. Ôi trời ơi, nó nhảy xong nó chết luôn à. Vừa cái bụng lắm. Mặc dù khởi đầu của mình khá là vất vả, thế nhưng mà mình cũng khá là may mắn khi mà mình đã tìm được Bochita rồi. Sắp tới thì Bochita sẽ là người bạn đồng hành của mình trong rất là nhiều trận chiến á.
Mình sẽ cố gắng cùng Bojita luyện tập thật nhiều và săn thật nhiều quỷ để có thể tăng tiến thêm sức mạnh. Bây giờ mình đã mạnh hơn hồi nãy một tẹo rồi. Yeah. Và mình thật may mắn khi mà tìm được một cái mảnh đạn có tên quỷ súng ngay từ cái con quỷ đầu tiên luôn. Đó là một cái tiền đề để mình sắp tới cố gắng hơn mới được. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên trong thế giới Chainsaw Man. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên cái hành trình trở thành một Chainsaw Man thật sự mạnh ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.